kids, I'm teacher Mai Anh from Eden Garden English. Hello các con. Ở bài trước thì mình đã có học về tên của các thứ trong tuần rồi đúng không? Vậy thì hôm nay mình sẽ học thêm về những từ vựng chỉ hoạt động. Và mình hãy dùng những từ vựng chỉ thứ và hoạt động đó để ghép thành một câu. Xem là mình đã làm gì vào thứ mấy nhá. Ok, let's start. Để hỏi là bạn làm gì vào thứ mấy thì mình sẽ sử dụng cấu trúc câu hỏi là What do you do on, đi về thứ đó. Ví dụ, bạn làm gì vào thứ hai đấy? What do you do on Monday? Và bây giờ mình sẽ cùng đi tìm hiểu xem là những câu trả lời cho câu hỏi này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên, con nhìn thấy là các bạn này đang chơi game gì nhỉ? Các bạn đang chơi đá bóng đúng không? Vậy thì chúng ta có từ play football. Play football. Và mình sẽ có câu I play football on Monday. I play football on Monday. Tiếp theo, mình nhìn thấy các bạn đang chơi bóng gì? Bóng rổ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có từ play basketball. Play basketball. Và chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi là What do you do on Tuesday? Bạn làm gì vào thứ ba đấy? Mình sẽ trả lời là gì nhỉ? I play basketball on Tuesday. I play basketball on Tuesday. Tiếp theo, hai bạn này đang chơi trò chơi gì? Bóng bàn đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có từ play table tennis. Play table tennis. Và cô sẽ hỏi con nhé. What do you do on Wednesday? What do you do on Wednesday? Chúng mình cùng dừng lại video và trả lời câu hỏi này sử dụng từ play table tennis nào. Great job! I play table tennis on Wednesday. I play table tennis on Wednesday. Tiếp theo, con nhìn thấy là các bạn đang chơi trò chơi gì đây? Trò chơi này chắc hẳn là rất quen thuộc với chúng mình rồi đúng không? Đó là trò cầu lông. Vậy thì chúng ta có từ trong tiếng Anh là play badminton. Play badminton. Và bây giờ cô sẽ hỏi con nhé. What do you do on Thursday? What do you do on Thursday? Mình cùng dừng lại video và tạo thành câu nhé. Good job. Lại. Good job. I play badminton on Thursday. I play badminton on Thursday. Tiếp theo, chúng mình có thể nhìn thấy là những thanh niên này đang thi chạy đúng không? Thi điền kinh. Vậy thì môn điền kinh trong tiếng Anh chúng ta sẽ có từ athletics. Và cụm từ đi cùng với athletics sẽ là do athletics. Do athletics. Và cô sẽ hỏi con nhé. What do you do on Friday? What do you do on Friday? Và mình sẽ có câu trả lời là gì nhỉ? I do athletics on Friday. I do athletics on Friday. Tiếp theo, đi bơi. Cụm từ này chắc hẳn là sẽ có một vài bạn biết rồi đấy. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem đi bơi trong tiếng Anh là gì nhỉ? Là go swimming. Go swimming. Và con hỏi con nhé. What do you do on Saturday? What do you do on Saturday? I go swimming on Saturday. I go swimming on Saturday. Tiếp theo, hoạt động này chắc hẳn là bạn nào cũng rất là thích đúng không? Đó là xem TV. Vậy thì xem TV trong tiếng Anh sẽ là watch TV. Watch TV. Và cô có câu hỏi là gì nhỉ? What do you do on Sunday? Bạn làm gì vào Chủ nhật đấy? Mình sẽ trả lời là gì? I watch TV on Sunday. I watch TV on Sunday. Tiếp theo, nhìn ảnh này, bạn này đang làm gì nhỉ? Đang trượt bát tin đúng không? Vậy thì cô sẽ có từ ride roller skates. Từ này hơi khó một chút nhé. Ride roller skates. Ride roller skates.
Và cô sẽ có câu hỏi là What do you do on Monday? What do you do on Monday? Mình trả lời nào. I ride roller skates on Monday. I ride roller skates on Monday. Tiếp theo, đạp xe. Chắc hẳn là sẽ có một số bạn ở đây mình tự đạp xe tới trường đúng không? Vậy thì chúng mình cùng xem đạp xe trong tiếng Anh là gì nhé. Và cô sẽ có từ gì nhỉ? Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Và cô sẽ có câu hỏi là What do you do on Tuesday? Mình cùng trả lời nào. Từ này khá là dễ nên mình sẽ cùng dừng lại video và tự trả lời nhé. Okay, great job. I ride a bike on Tuesday. I ride a bike on Tuesday. Tiếp theo, đạp cái xe trượt trượt một chân đấy con. Mình sẽ có từ gì nhỉ? Ride a scooter. Ride a scooter. Và câu hỏi là What do you do on Wednesday? Câu này mình tự trả lời nhé. Next. Tiếp theo chúng ta có từ trượt ván. Ba từ vừa rồi khá là dễ gây nhầm lẫn nên là con hãy học thật là cẩn thận nhé. Ride roller skates là trượt patin, là cả hai chân mình đều đi cái giày có bánh trượt ấy, sẽ là trượt patin và nó sẽ là roller skates. Và từ này sẽ là trượt ván, mình đứng trên một cái ván ấy thì nó sẽ có từ board là từ ván ở đây, con nhớ nhá. Và mình sẽ có cụm trượt ván là ride a skateboard. Ride a skateboard. Và cô có câu hỏi là What do you do on Thursday? What do you do on Thursday? I ride a skateboard on Thursday. I ride a skateboard on Thursday. Và tiếp theo chúng ta có từ chơi bóng tennis. Chơi bóng tennis trong tiếng Anh sẽ là play tennis. Chúng mình tránh bị nhầm lẫn giữa table tennis và tennis nhá. Table tennis là bóng bàn ấy, còn tennis là bóng tennis luôn. Nó không có bàn ở đây nên mình sẽ không có từ table, okay? So we have play tennis. Và cô có câu hỏi là gì nhỉ? What do you do on Friday? Câu này mình cũng tự trả lời nhá, tại vì nó khá là dễ rồi. Ok, vừa rồi là toàn bộ những từ vựng mà mình đã ôn tập về tên của các thứ trong tuần, cũng như là tên của các hoạt động mà mình làm trong những thứ đó, cũng như là câu hỏi và câu trả lời. Vậy thì về nhà, chúng mình hãy sử dụng sơ đồ này để có một bài thuyết trình nhé. Câu đầu tiên con sẽ hỏi là What do you do on Friday? I play tennis on Friday. What do you do on Monday? I play football on Monday. Mình tự hỏi và tự trả lời nha. Ok, chúc con có một bài thuyết trình thật là tốt. Goodbye.